Xin chào mọi người và đặc biệt là các chị gái tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, những người đang phải chịu trực thái tuế ở trong cái năm Canh Tý 2020. Đây là video clip em sẽ làm về tử vi vận hạn của cái năm Canh Tý đối với tuổi của các chị, cũng như cái vận hạn 6 tháng đầu năm của năm Canh Tý. Có thể nói sơ sài như thế này. Trong những cái người mà chịu trực thái tuế, trong đó có là Nhâm Tý, Canh Tý, Bính Tý, Giáp Tý, Mậu Tý, thì tất cả những cái người tuổi Tý này đều trực thái tuế, cả nam và nữ mạng, thì tính ra là 12 cái tuổi, nam mạng riêng, nữ mạng riêng. Thì nữ mạng Nhâm Tý có thể nói là tốt nhất trong những người vướng trực thái tuế. Còn tốt như thế nào thì lát nữa mình sẽ phân tích nó kỹ càng hơn. Đầu tiên hết á, thì người Nhâm Tý là nữ mạng sinh năm 1972 á, thì sẽ là những người sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1972 đến ngày 2 tháng 2 năm 1973, mạng tan đố mộc. Cái đó là em đang nói về dương lịch nha. Người ta gọi là xương thì là con chuột, cốt thì con chuột, nhưng mà tướng tinh thì con heo. Có thể nói là những người này có mệnh số khá là hấp dẫn. Vì tuổi Nhâm Tý cả nam và nữ mạng đều có cái đặc điểm mệnh là can của Nhâm là chi Tý là đều thuộc hành thủy, tương tương hòa với nhau, thủy với thủy là tương hợp với nhau, và tương sinh cho cái mệnh mộc của mình, cho người mệnh mộc là thuận sinh, thường là người gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, nhất là nam mạng. Nên thế hệ này á, thế hệ của những người Nhâm Tý mà ấy á, là xuất hiện nhiều người có tài năng á, có đức độ và có cái sự vượt bậc hơn người. Nhâm Tý á, còn đối với mình Nhâm Tý nữ mạng á, là do thiên can đánh chữ nhâm nên là người mẫu người rộng lượng, hay giúp đỡ người khác, siêng năng tiết kiệm. Thường thì là những người tự lập sớm, nhưng đa số là phải là người lo toan gánh vác kinh tế, và thường đó là những người nếu mà làm trong cơ quan hãng xưởng nhà nước á, thì thường là những người chịu trách nhiệm lo cái chuyện đại sự, gánh vác cái chuyện lớn. Người tuy là người nữ nhưng mà mang chữ nhâm nên cái sự quyết đoán, cái công việc xử lý nhanh nhẹn, quyết đoán như là một người đàn ông. Khi còn trẻ thì đa phần những người Nhâm Tý là có cái mệnh số không được tốt đẹp cho lắm về thời tiền vận, chịu nhiều cái gọi là khổ cực. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn này thì cũng là thuộc cái giai đoạn có nắm tiền tài. Nhiều người chứ không phải là em nói tất cả mọi người nha, tuổi Nhâm Tý nữ mạng đều là những người giỏi làm kinh tế, thích nghi tốt, giàu sống cũng được mà nghèo sống cũng xong, rồi là đặc biệt là thích giúp đỡ người khác. Khuyết điểm mà duy nhất của người Nhâm Tý nữ mạng chính là quá nóng nảy. Người thì là phụ nữ nhưng mà tính quá quyết đoán giống như đàn ông, gánh vác nhiều việc, đại loại là như vậy. Bước sang cái năm 2020 á, tử vi của người Nhâm Tý nữ mạng cho thấy các chị Nhâm Tý sẽ gặp vận là trực thái tuế, năm tuổi người ta nói như vậy. Thường thì những năm trực thái tuế mà trực chiếu mình á, thì cần phải luôn lo lắng và chuẩn bị đề phòng cẩn thận, trong mọi việc rất là kỹ càng. Đơn giản vì những năm này thường có nhiều biến cố lớn trong sự nghiệp và cả cuộc sống hôn nhân vợ chồng, cho nên là người Nhâm Tý có thể nói là nhìn về bên ngoài, nhìn cái vẻ là bị vướng vào trực thái tuế thì nên cẩn thận nhiều điều hơn. Xét về cái đó là mình nói sơ sơ, còn mà xét về mạng á, thì rõ ràng là người Nhâm Tý với mạng mộc gặp năm thổ là mộc khắc thổ, gọi là bản mệnh khắc năm, bổn mạng và sức khỏe cũng không được ok cho lắm. Tuy nhiên sao chủ là một ngôi sao rất tốt đối với người Nhâm Tý nữ mạng, đó là sao Thái Âm, một ngôi sao đem đến may mắn, may mắn và phúc lộc rất là tốt. Người ta nói sao Thái Âm á, là một cái phúc tinh hành thủy, là biểu tượng của mặt trăng, thường mang đến sự hài hòa,
niềm vui, hạnh phúc và tài lộc cho cái người mà đương bị nó trực chiếu, bị nó ở trong mệnh. Đặc biệt rất tốt cho nữ mạng. Nữ mạng có sao thái âm chiếu mệnh thì thường được bạn bè giúp đỡ này, hanh thông về tiền bạc. Vì sao thái âm còn có tên gọi khác nữa là tài tinh. Sao thái âm là một cái tài tinh nữa ha. Thái âm thì thuộc hành thủy sẽ còn tốt hơn cho những người mệnh mộc như các chị sinh năm 1972 nhâm tý. Tuy nhiên nếu quý chị sinh năm 1972 mà có sao thái âm chiếu mệnh này bị ốm đau ở trong cái các tháng như là tháng 11 thì không được tốt đẹp cho lắm, sẽ rất còn nguy hiểm tới bụng mạch của mình ha. Hạn của năm lại là hạn có không tốt về mặt sức khỏe, đó là hạn huỳnh tiền. Người ta nói hạn huỳnh tiền là chủ về sức khỏe. Người mà bị cái hạn huỳnh tiền dễ ở trong năm thì dễ gặp bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi thì nó sẽ gặp dễ xảy ra thất bại do vướng vào bệnh tật, mình không có còn làm được nữa. Cho nên đừng quá mưu cầu danh lợi ở trong này. Đây có thể nói là hay gặp tai nạn về sức khỏe ngăn trở cái công việc của mình, cho nên là nhớ cẩn thận. Vận niên là người ta gọi là long ngũ may, tức là rồng vờn may. Đây là một vận niên cũng khá tốt. Rồng gặp may giỡn hết này kia, nhưng mà nói chung là đừng quá mải mê ở những cái cuộc vui chơi, sẽ đem đến nhiều điều phiền toái ở trong cái vận niên như thế này. Thiên can chữ nhâm gặp chữ canh là không xung không hợp về trạng thái tử vi. Tuy nhiên canh thì thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên có thể nói là tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành. Cho nên là công việc cũng có sinh tài lộc nhưng không có nhiều. Địa chi thì tý gặp tý là trực thái tế, bất an, có nhiều điều không tốt đẹp ở trong cái mặt về gia đạo, tình cảm của gia đình. Đó là những cái mà mình xét sơ ở bên ngoài. Cung hạn mạng rồi này kia thì có nhiều điều cũng khá tích cực, chứ không phải là rơi vào năm trực thái tuế là có tất cả các hậu nó xấu theo. Người nhâm tý năm nay còn có chút hài hòa. Năm ngoái tuy là sao mộc đức, người ta nói mặc sức mà ăn, nhưng mà mộc đức của năm ngoái chỉ là vừa đủ ăn, không quá gặp sóng gió lớn thôi, chứ cũng chưa thấy tốt đẹp gì. Tuy nhiên năm nay là năm trực thái tuế, nhưng mà sao mạng hạn vận niên này thì thấy là ngon lành, thì xem nó là tọa cung tiểu vận thì nó như thế nào. Khác với những cái tuổi khác đó, mình không có đọc nhiều cái sao cái hạn ở trong ra, tại vì mình thấy rằng là nó không có cần thiết. Vì là có đọc nhiều, có nó tên sao ra thì mọi người cũng chỉ nghe cái tên thôi, chứ cũng không hiểu nó là cái gì. Cho nên là mình sẽ chia ra ở trong cái công việc rồi sức khỏe so với cái nội tại nó sẽ ra sao. Tọa cung tiểu hạn tuy gặp cái hạn cái sao thái âm là một cái sao tốt, nhưng tiểu vận nằm trong tam giác thái tuế này, rồi tuế phá lại hiện diện kinh đà quan phủ tam môn, lại thêm thiên khôi gặp tuần cộng triệt. Thiên khôi đáng lẽ tốt, gặp tuần triệt bị xóa mất cái tác dụng. Thiên việt tướng ấn thì gặp phục binh, cũng nên lưu ý đến cái những cái người mà làm trong quan vận. Đây là năm trực thái tế cho nên là cũng nên lưu ý đến những cái giao tiếp với những cái người ở cấp dưới, đừng có gây thù chiếu quán, nhất là trong cái giao tiếp là nên mềm mỏng trong đối thoại, không nên phản ứng quá mạnh. Bởi vì cái tuế phá này, cái tam giác tuế phá kinh đà quan phủ này sẽ đem rất là nhiều chuyện trái ý nghịch lòng, làm cho các chị phải suy nghĩ lung tung ha. Thậm chí cái những cái người mua bán kinh doanh đi nữa thì cũng không tốt đẹp. Đó là tọa cung tiểu vận. Còn về thể hiện trên mặt công việc và cái quan hệ giao tiếp ở trong bạn bè đồng nghiệp. Còn về mặt sức khỏe, bản mệnh khắc năm cộng với là bệnh phù, đó bản mệnh là thổ, mình mộc mình khắc năm cộng với là bệnh phù hợp với phục binh kiếp sát,
thì nên quan tâm đến sức khỏe bổn mạng nhiều ở trong cái năm bị trực thải tuổi như thế này. À, nhất là những ai có cái mầm bệnh sẵn nên đi kiểm tra khi có cái dấu hiệu bất ổn. Có thể nói là đây là một năm suy hao về sức khỏe, đặc biệt là thiên mã ngộ tam môn thì di chuyển xa cẩn thận, họa sát thân, tránh các vật sắc nhọn ra. À, người nhâm tý nữ mạng năm nay là chủ xấu ở bên nội tại thì chủ xấu về sức khỏe. Còn về mặt tình cảm á, thì là tình cảm tuy là các chị nhâm tý ở trong cái năm 19 thì nó cũng không có việc gì, không có nhiều chị, còn tùy vào cái sao hạn, cái giờ sinh, cho nên là không có nhiều chị có xảy ra cái việc không tốt đẹp ở trong cái tình cảm gia đạo. Tuy nhiên á, ở trong năm này thì tiếp tục là một năm rất tốt đẹp với cái các bạn còn độc thân, nhưng lại dễ có cái cơn giông bất chợt cho các chị đang êm ẩm hạnh phúc trong các tháng như tháng 2 và tháng 8 âm lịch. Tiểu vận thì với hồng loan bị triệt án ngữ, đào hoa thiên hỷ thì lại đi cùng với phục binh. À, không nên phiêu lưu ở trong tình cảm trong khi là hạnh phúc mình đang êm ấm. Năm nay thì hồng loan đa quỳnh đào hoa thiên hỷ đi với phục binh thì là cái mối tình cảm mà xuất hiện ở trong năm nay, cái vận đào hoa của mình trong năm nay đem đến những điều không tốt đẹp đâu, chứ không phải là ngon lành gì. Nhập hạn của năm á, thì có nhiều sát tinh khắc mệnh như là kình dương này, đà la, bạch hổ thì đã thuộc hành kim, nó khắc cái mệnh mộc của các chị nhâm tý nữ mạng, nên các chị nhâm tý sẽ gặp nhiều trắc trở trên con đường công danh sự nghiệp. Đa phần làm nhiều nhưng mà hưởng thì không bao nhiêu ha. Có cái công việc có sự tốt đẹp của sao thì mình công việc mình có nhưng mà mình không hưởng được bao nhiêu cả ha. Đặc biệt đó là rất là dễ xảy ra cái những cái chuyện mà gây mất uy tín nè, rồi danh vọng giảm, bị tai tiếng thị phi, thậm chí là dễ bị kỷ luật nơi làm việc. Xấu hơn có thể bị giáng chức, thuyên chuyển đến những cái vị trí công tác khó khăn và áp lực hơn. Những người kinh doanh thương mại á, thì gặp cạnh tranh, thị trường thì bị thu hẹp, nhiều phản hồi tiêu cực về sản phẩm, tai tiếng về sản phẩm kinh doanh. Bên cạnh đó, tử vi của năm nhâm tý, của nữ nhâm tý năm 2020 nữ mạng cho thấy nhiều người phải đi bôm ba hơn, khó khăn hơn. Ở trong cái năm này, ngoài ra đó, nữ nhâm tý bị năm trực thái tuế gặp nhiều khó khăn về tài chính, nhiều người bị hao tốn tiền, cơ hội kiếm tiền bị giảm thu hẹp, hoặc có thể kiếm được tiền nhưng phát sinh những cái việc mà nó không đáng có để mà mình phải chi ra. Đó là những cái gì mà sơ khởi về cái tử vi của năm Canh Tý. Một năm với trực thái tuế có sao hạn vận niên thì tốt đẹp, tuy nhiên nội tại thì các cái phá và bại tinh, đặc biệt là sát tinh khắc mệnh rất là nhiều, trong đó có bạch hổ và kình dương, một trong những cái ngôi sao hay đem đến bệnh nạn cho người bị cái sao này nó nằm ở trong cái cung mệnh của mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ phải xem có cái vận hạn 6 tháng đầu năm của người nhâm tý sinh năm 1972 nữ mạng này có cái gì. Thì thường đa phần là cái phần mà vận hạn thì nó cũng không khác mấy so với cái tổng quan về tử vi của cả năm đâu, chẳng qua là nó chi tiết hơn thôi nha. Rồi tháng đầu tiên của cái năm Canh Tý 2020 đối với người nhâm tý đó là tháng Mậu Dần, mà tháng Mậu Dần là tháng Thổ. Như vậy là mệnh mộc khắc thổ của tháng, mộc khắc thổ của năm, bổn mạng mà khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe không được tốt đẹp cho lắm, cẩn thận một tí xíu. Thiên can Mậu khắc nhầm, thiên can bị tháng tương khắc, công việc dễ gặp bế tắc, không tốt đẹp, cẩn thận hao tài. Rất may cho các chị thì thường thì tháng giêng thì phải tới đâu giữa tháng mình mới công việc nó mới bắt đầu
hoạt động trở lại bình thường, cho nên thôi kệ nó, tháng này nó có khắc khắc một chút, đầu đầu nó hơi va chạm hay nó khó khăn mà một tí xíu thì thôi kệ, mình cố gắng mình mời ăn Tết xong cũng còn sinh khí, cũng còn lực, mình càng vô thì ok ha. Đặc biệt á là người mà nhâm tý nữ mạng á, thì tuy là người mệnh mộc nhưng lại thích những ngày trăng sáng hơn, cho nên là biết đâu vào ngày 15 cái vận mình nó đổi, nó khác biệt hơn. Địa chi Dần Tý thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khác nhau, cho nên gia đạo tình cảm của cái tháng giêng không có vấn đề. Như vậy thì rõ ràng là tháng giêng với mệnh không tốt, thiên can thì rất dễ đưa công việc đến sự bế tắc ha, cho nên là khởi đầu năm là thấy phê phê đó. Tuy là ở đây mới mùng 8 vậy là em thấy có một số chị là đã thấy tầm ảnh hưởng của nó rồi. Từ trực thái tuế là do nó chỉ khoảng 12 con giáp thì nó chỉ có 11 năm rưỡi thôi, cho nên là trực thái tuế là những người bị trực thái tuế là từ tháng 11 của năm 2019 là phải chịu rồi ha. Rồi tháng 2 là tháng Kỷ Mão, tiếp tục là một tháng thổ. Như vậy thì các chị nhâm tý cũng tiếp tục là mộc khắc thổ, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng cũng sẽ giống tháng giêng, không tốt đẹp cho lắm. Rồi thiên can thì chữ kỷ với chữ nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên có thể nói là tháng 2 công việc tốt đẹp hơn tháng giêng một tí, không có chống phá, không có cái gì cả, cũng đỡ đần ha. Nhưng mà địa chi thì lại không tốt đẹp. Vì sao? Vì địa chi là Tý gặp Mão, Tý ngọ Mão dậu, Tý Mão là vị tự hình, thuộc nhóm tứ hành xung, cho nên gia đạo tình cảm có thể là sẽ không được vui vẻ, tốt đẹp, cho nên là cẩn thận. Tháng giêng thì mạng với lại thiên can, tháng hai thì thiên can mạng với lại địa chi cũng xê xích đâu đó thôi, phải không? Tuy nhiên đến tháng 3 thì rõ ràng sẽ tốt đẹp hơn một tí xíu. Vì sao? Vì tháng 3 là tháng Canh Thìn, tốt đẹp. Tháng Thìn mà mình tuổi Tý thì nó sẽ là được tam hợp địa chi, đúng không? Tuy nhiên là cũng không quá mong chờ đâu, vì tháng Canh Thìn là tháng Kim. Người nhâm Tý là người mệnh mộc, cho nên xét về trụ mạng là Kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe, cẩn thận đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Và nên nhớ là khi mà bổn mạng bị tương khắc, phúc tinh và tài tinh sẽ bị yếu đi, phá và bại tinh sẽ được dịp mà hoành hành, sẽ rất là dễ đem đến những cái chuyện mà không tốt đẹp. Rồi thiên can canh nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của canh tháng Canh Thìn cũng giống như canh của canh tý là sinh là kim, sinh ra nhâm là thủy, cho nên là nạp âm ngũ hành là tương sinh, có thể là có tài lộc nhưng không quá lớn, cho nên đừng có mong cầu cái chuyện mà tốt đẹp gì cả ở trong cái công việc nhiều. Rồi địa chi Thìn gặp Tý là thân Tý Thìn thuộc nhóm tam hợp, đây là nhóm địa chi tốt về gia đạo tình cảm. Mà khi mà cái việc tốt về gia đạo tình cảm của tam hợp này nó còn ảnh hưởng đến các mối quan hệ trong công việc làm ăn nữa, cho nên các chị mà làm kinh doanh thương mại có thể nói đây là một tháng có cái mối quan hệ có tốt đẹp, tuy nhiên phải cẩn thận cái bụng mạng và sức khỏe của mình nếu muốn di chuyển sai ha. Rồi đó là cái tháng Canh Thìn. Rồi tiếp tục là tháng tư âm lịch của năm Canh Tý là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ tiếp tục là một tháng kim, bổn mạng và sức khỏe sẽ không sạc gì tháng 3, với kim khắc mộc, bổn mạng và sức khỏe cần cẩn trọng đề phòng những cái tai nạn có thể phạm thân của mình. Di chuyển xa ở trong tháng 3 và tháng 4 không phải là cái điều tốt đẹp ha. Thiên can tân nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tân canh thì thuộc kim, nhâm quý thì thuộc thủy, cho nên nạp âm ngũ hành cũng sẽ không khác tháng 3. Với cái sự tốt đẹp của nạp âm ngũ hành tương sinh này thì chắc là có tài lộc, nhưng mà nhiều hơn tháng 3 thôi. Vì dù sao đi nữa thì cái địa chi Tỵ Tý tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì tháng 3, tháng 4 chỉ phải để ý đến bổn mạng và sức khỏe của mình một chút thôi, chứ không quá gì nặng nề ở trong những cái việc như là công việc làm ăn cũng như tài lộc. Tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch,
tháng 5 âm lịch là tháng lục xung với người tuổi Tý, đó là tháng Ngọ. Tháng Ngọ này là tháng Nhâm Ngọ, mà tháng Nhâm Ngọ thì là tháng Mộc. À, như vậy xét về mệnh là Mộc đồng hành bổn mạng sức khỏe tốt. Ok. À, không có phải vấn đề về suy nghĩ. À, thiên can Nhâm, chữ Nhâm của Nhâm Ngọ đồng hành với Nhâm của Nhâm Tý, cho nên là đồng hành công việc tài lộc hanh thông, không có vấn đề gì cả. À, tốt. Tuy nhiên địa chi thì không tốt đẹp rõ ràng với Ngọ Tý thuộc nhóm lục xung, mà lục xung này thì nó đem đến rất là nhiều điều không tốt đẹp cho cả gia đạo cũng như các mối quan hệ ở trong xã hội. À, có thể gây thị phi tại tiếng. À, cẩn thận gia đạo, nhiều buồn phiền âu lo, quan hệ xã hội có chừng thị phi chống phá không tốt đẹp. À, đó là cái từ tháng 5. À, có một hình như em nhớ là hôm qua có một cái chị từ Nhâm Tý đến để mà hỏi em một số điều, thì em lại có những cái chia sẻ của, về cái tuổi của chị đó nó khác hơi với đây. Vì sao? Vì cái chị đó là chỉ chọn cả ngày tháng năm sinh hữu duyên thôi, chị cũng không rõ ngày tháng năm sinh, nhưng mà chị hữu duyên vào cái giờ đó, cái ngày đó, thì em tính toán cái công việc nó ra nó khác hơn ở những cái trực tiếp như thế này ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 6 âm lịch của cái năm Canh Tý, tháng Quý Mùi. À, mà tháng Quý Mùi thì cũng tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy bản mệnh là mộc đồng hành với tháng, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề gì. Thiên can Nhâm Quý thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng về chủ. Cả Nhâm và Quý thì thuộc hành thủy hết, cho nên là công việc tài lộc không có vấn đề gì nhiều, không có quá phát huy mà cũng không có gặp sự chống phá. Địa chi thì đỡ đần hơn tháng năm một tí xíu, nhưng cũng không thật sự tốt đẹp với Tý Mùi thì thuộc nhóm nhị hại. À, người ta gọi cẩn thận trong cái việc mà tình cảm gia đạo, nó sẽ có nhiều cái chuyện rối rắm, nhưng mà nó đỡ hơn tháng năm. À, đó là cái gì mà mình có thể thấy được ở trong tháng 6. Như vậy thì vận hạn của 6 tháng đầu năm có khá nhiều cái sự không tốt đẹp. À, ngoài cái việc tháng Giêng bị thiên can khắc, tháng khắc thiên can, rồi còn sức khỏe không tốt nè, là có rõ ràng là tháng Giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 là 4 tháng sức khỏe không tốt. Tháng 5 thì đã đỡ một chút, thì gia đạo, cái chủ mà địa chi về gia đạo tình cảm thì nó lại không được tốt đẹp, với một tháng thì lục xung, một tháng thì nhị hại. À, như vậy thì rõ ràng là cái tử vi của cái người Nhâm Tý nữ mạng sinh năm 1972, bên cạnh những cái sự tốt đẹp về sao hạn vận niên, thì cái vận hạn của 6 tháng đầu năm khá là bấp bênh ở nhiều cái khía cạnh. Cho nên các chị hãy nhớ rằng mình đây là một năm trực thái tuế, nếu như muốn bung lớn thì chưa phải là cách, nhưng mà mình gom nhỏ nhỏ lại, gom gọn gọn lại, để mà cái có cái sự trục trặc chúng ta dễ đưa ra xử lý. À, hy vọng rằng những cái thông tin mà em vừa tổng hợp và chia sẻ đến mọi người về cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với tuổi của các chị sẽ là một cái hành trang giúp các chị có được cái sự nhận định tốt đẹp, để mà đưa ra những cái hướng xử lý hợp lý cho công việc, sức khỏe cũng như là tình cảm gia đạo của mình một cách tốt nhất, để có được cái năm trực thái tuế không hề thất bại mà là có cái thành công. À, rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem video. Nếu mọi người thấy video thấy hay, xin bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Nhâm Tý khác được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống hoặc là Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.